Mình chào cả nhà nha. Hôm nay mình vô mình múc đường này lắp múc mương mới, lắp mương cũ cả nhà ơi. Cái đường mương này mình lắp cho nó nghiêng nghiêng vậy nè cả nhà. Để sau này người ta dựng lại cái hành cái bờ cả nhà. Mà đất này nó hơi mềm. Cả nhà thấy không? Nó ở bên cái cặp bên cái miếng cỏ cỏ đó là mình bỏ cho nó hơi cao hơn. Còn bên đây cặp bên miếng mương này nó thấp hơn hơn nha cả nhà. Để mai mốt ta cào cái cặp miếng mương này nè. Ta dục lên cặp miếng cỏ đó, ta dựng hành bờ mới.